Quyển 86 thứ 1 Nhiếp Trạch sự hành khế kinh phần 2. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Tưởng hành tướng ngu nhãn thắng lợi, chín trí không si cùng thắng tiến. Ngã kiến sai biệt ba tướng hành, sao rộng ba phẩm tổng pháp thầy. Ở trong các hành, tu tưởng hành vô thường có năm chủng: một, do tánh không thường; hai, tánh không hằng; ba, tánh không phải kiểu trụ; bốn, tánh không thể giữ gìn; năm, tánh pháp biến hoại. Trong đây vì sát na hoại nên không thường, tự thể có gián đoạn, vì bị phụ thuộc vào giới hạn của trụ thọ nên không hằng. Ngoại sự của kiếp sau quyết định không thể trụ nên không kiểu trụ, thọ lượng chưa mãn mà phải chịu duyên hoại, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết nên không thể giữ gìn. Bây giờ đang trụ, ở khoảng trung gian không quyết định được an vui nên là pháp biến hoại. Lại nữa, kẻ ngu lược có ba chủng tướng ngu phu. Những gì là ba? Các ngu phu ở nơi tất cả hành không thể tư duy năm tánh vô thường như đã thuyết ở trên. Nơi tánh không chân thật, lúc thắng diệu lúc kém cỏi kia, mà đem so sánh phân biệt mình người là hơn là kém, tự cho mình là hơn, đây gọi là tướng ngu phu thứ nhất. Như cho mình là hơn thì cho mình là bằng, cho mình là thua, nói rộng cũng vậy. Trái với tướng đây nên biết bậc trí cũng có ba chủng tướng trí. Lại nữa, do hai chủng tướng nên biết bậc thánh có huệ nhãn thành tịnh, đó là sa trần và lìa cấu. Do đắc lìa hệ bùa của các triền phiền não kiến sở đoạn nên gọi là sa trần. Do đắc lìa hệ bùa của các tùy miên phiền não kiến sở đoạn nên gọi là lìa cấu. Lại khi hiện có hiện quán có ngã mạn thô, tùy nhập đắc ý gián đoạn, không gián đoạn mà chuyển, nếu liền rõ biết khắp sở thủ năng thủ sở duyên bình đẳng, tức đoạn diệt kia. Do đoạn diệt kia nên gọi là sa trần, vì tất cả tùy miên phiền não kiến đạo sở đoạn được đoạn trừ, gọi là địa cấu. Lại nữa, ở trong các pháp sa trần địa cấu, lúc đạt được pháp nhãn nên biết cũng có được 10 chủng thắng lợi. Những gì là 10? Một, vì tự mình khéo thấy bốn đế, thấy bốn thánh đế gọi là kiến pháp. Hai, vì theo đó thành tựu một trong bốn chủng quả sa môn gọi là đắc pháp. Ba, vì ở nơi những điều mình đã chứng năng tự rõ biết, ta này đã tận dứt địa ngục bằng sanh ngạ quỷ, ta chứng dự lưu cho đến nói rộng gọi là biết pháp. Bốn, vì đắc bốn chứng tịnh đối với Phật pháp tăng như thật biết gọi là khắp kiến cố pháp. Năm, vì không nghi hoặc ở nơi sở chứng của mình. Sáu, vì không nghi hoặc đối với sở chứng của người. Bảy, vì tuyên thuyết tránh giáo tương ứng thành đế không bị dẫn đoạt bởi duyên pháp. 8. Vì không quán mặt người, không nhìn miệng người, trụ bền chắc trong tránh pháp luật, không bị tất cả luận khác lây truyền. 9. Vì ký biệt tất cả sở chứng giải thoát mà không hãi sợ. 10. Vì hai nhân duyên tùy nhập thánh giáo, thế tục chân chánh và đệ nhất nghĩa. Lại nữa, có 9 chủng trí năng biết khắp siêu vượt các hành. 1. Trí các hành lưu truyền. 2. Trí các hành hoàn diệt. 3. Trí nhân duyên tạp nhiễm. 4. Trí nhân duyên thành tịnh. 5. Trí thành tịnh. 6. Trí khổ. 7. Trí tập. 8. Trí diệt. 9. Trí đạo. Trong đề trí các hành lưu truyền được do ba chủng nhân duyên tập, đó là do tập hỷ, do tập xúc, do tập danh sắc, và tùy chỗ thích hợp, hoặc tập sắc hoặc tập thọ tưởng hành thức, tập thọ tưởng hành hoặc tập thức, cho nên có được chánh trí về tập của tất cả hành. Cũng tức do ba chủng nhân duyên đầy diệt nên ba chủng hành diệt, đây gọi là trí các hành hoàn diệt. Trí nhân duyên tạp nhiễm, trí nhân duyên thành tịnh và trí thành tịnh, tức là ra khỏi xa lìa lỗi lầm tai hoạn của ái vị, nên biết như trước đã thuyết. Trong bốn thánh đế có bốn trí là trí khổ, nên biết như trước đã phân biệt trong đạo lý thánh đế. Ở vị dị sanh, nếu tu tập năm trí trước sẽ năng nhanh chóng chứng đắc bốn trí thánh đế sau, do chứng trí kia mà năng như thật rõ biết các hành. Lại nếu bị khuyết các trí ở trước, quyết định chẳng thể dụng đạo lý đế mà biết khắp các hành, cần yếu chứng đắc các trí trước mới năng biết khắp. Nếu ở nơi đạo lý đế mà thiếu đi trí biết khắp hành, nhất định không thể ở nơi vị tu đạo bậc thượng dùng được đối trị đoạn,
để đoạn trừ các phiền não và siêu vượt tất cả hành, trái với tướng đây cho đến năng siêu vượt. Do đây gọi là có chín chủ trí năng biết khắp siêu vượt các hành. Lại nữa, người tu quán hành do ba điều ở trong các hành không rơi vào ngu si. Những gì là ba? Một, ở nơi các hành quá khứ như thật rõ biết là tánh vô thường. Hai, ở nơi các hành hiện tại như thật rõ biết là tánh pháp diệt. Ba, ở nơi các hành vị lai như thật rõ biết tánh pháp sanh diệt. Người kia ở nơi ba đời của các hành như vậy, không rơi trong ngu si, nên tâm không bị nhiễm ô, an trụ an lạc, nhập trong số minh tịnh. Trái với tướng đây, nên biết tức là rơi trong ngu si, nhập trong số vô minh. Lại có ba chủng tên gọi khác của phiền não, phần nhiều được nói trong phẩm phiền não. Một, tên gọi khác của tham. Hai, tên gọi khác của sân. Ba, tên gọi khác của si. Tên gọi khác của tham cũng gọi là hỷ, cũng gọi là tham, cũng gọi là luyến tiếc, cũng gọi là hân hoan, cũng gọi là muốn, cũng gọi là buồn lầy, cũng gọi là vui, cũng gọi là chứa nhóm, cũng gọi là giữ, cũng gọi là đắm trước, cũng gọi là mong, cũng gọi là đam mê, cũng gọi là yêu, cũng gọi là nhiễm, cũng gọi là khát. Tên gọi khác của sân cũng gọi là giận, cũng gọi là ghét, cũng gọi là sân, cũng gọi là phẫn, cũng gọi là tổn, cũng gọi là bất nhẫn, cũng gọi là tội lỗi, cũng gọi là bạo ác, cũng gọi là nọc độc, cũng gọi là chống đối, cũng gọi là tàn độc, cũng gọi là phẫn phát, cũng gọi là thù giận, cũng gọi là ôm ấp buồn rầu, cũng gọi là bỗng nhiên bừng bừng phát khởi. Tên gọi khác của si cũng gọi là vô trí, cũng gọi là vô kiến, cũng gọi là không hiện quán, cũng gọi là hôn muội, cũng gọi là ngu si, cũng gọi là vô minh, cũng gọi là hắc ám. Hết thảy tên gọi như vậy, nên biết phần nhiều đã biện cho phần nhiếp dị môn. Này ta sẽ thuyết sự sai khác của hỷ và tham. Duyên nương tựa thọ phát sanh vui thích gọi là hỷ. Duyên cảnh sanh thọ phát khởi nhiễm trước gọi là tham. Lại ở nơi cảnh sắp có được mà sanh gọi là hỷ. Nếu ở nơi cảnh đã được mà sanh gọi là tham, lại ở nơi sự việc đã được gần sắp thọ dụng gọi là hỷ, tức ở nơi sự việc đầy đằng thọ dụng gọi là tham, lại ở nơi cảnh giới phương tiện để năng đạt được gọi là hỷ, tức ở tại cảnh giới đầy gọi là tham, lại ở hậu hữu gọi là hỷ, ở cảnh giới hiện tiền gọi là tham, lại đối với sự vinh quang lợi dưỡng của hữu tình khác mà vui thích gọi là hỷ, ở nơi vinh quang lợi dưỡng của mình mà vui thích gọi là tham. Lại nữa, ở trong các hành người như lý tụ tập đạt được bốn sự thắng tiến, đó là tưởng thắng tiến. Đề lược có ba chủng: một, điều chưa đắc vì đắc; hai, điều chưa khế hội vì khế hội; ba, điều chưa chứng vì chứng. Nếu đạt được hiện pháp lạc trú thì gọi là thắng tiến thứ tư. Đầu tiên quả dự liệu chưa đắc năng đắc, đây gọi là điều chưa đắc vì đắc, tức đây làm chỗ nương, lại năng khế hội quả tăng thượng học. Đây gọi là điều chưa khế hội vì khế hội, tức đây làm chỗ nương, lại đoạn trừ các hoặc năng tăng chứng quả A-la-hán, đây gọi là điều chưa chứng vì chứng. Nếu đã chứng đắc quả A-la-hán thì không còn điều chưa đắc vì đắc cho đến điều chưa chứng vì chứng mà tránh siêng tu tập. Chỉ vì hiện pháp lạc trú mà tránh siêng tu hành. Lại nương nghĩa tự lợi, có ba tưởng thắng tiến, đó là ở trong các hành tưởng nhàm chán trái lìa, tưởng quá hoạn và tưởng thật nghĩa. Tưởng nhàm chán trái lìa lại có bốn hành. Ở trong các hành tư duy như bệnh, như ung, như tền, não hại. Như bệnh có, như có người nhận các giới trong thân bị rối loạn phát khởi các thứ bệnh, nên tu tưởng nhàm chán trái lìa. Như ung, như có người do nghiệp nhân đời trước, đời này chiêu cảm khổ, ung nhọt, đau nhức, nên tu tưởng nhàm chán trái lìa. Như tền, như có người nhân bị người oán già hại, đau khổ như bị trúng tên độc, nên tu tưởng nhàm chán trái lìa. Não hại, ở trong sự thiếu thốn tài vật nuôi thân, vì kế sanh nhai mà phải hành tà hạnh nên phát sanh các khổ, nên tu tưởng nhàm chán trái lìa. Như vậy gọi là người tu quán hành ở trong các hành tu tưởng nhàm chán trái lìa. Tưởng quá hoạn lại có hai hành, ở trong các hành tư duy vô thường và tư duy khổ. Tưởng thật nghĩa cũng có hai hành, ở trong các hành tư duy tánh không và tánh vô ngã. Trong đây trước tránh tu tập tưởng quá hoạn và tưởng thật nghĩa rồi, về sau mới năng an trụ tu tập tưởng nhàm chán trái lìa. Trong đây trước nói về quả kia, sau nói về nhân kia. Lại nữa, có bốn chủng ngã kiến làm chỗ nương năng sanh ngã mạn. Bốn chủng ngã kiến: một, có ngã kiến phân biệt,
Đây là sự sanh khởi ngã kiến của các ngoại đạo. 2. Ngã kiến đồng sanh là sự sanh khởi ngã kiến của các loài, thấp cho đến cẩm thú cũng năng sanh khởi. 3. Ngã kiến duyên nương thân mình, tức là trong mỗi thân tự diễn khởi. 4. Ngã kiến duyên nương thân người, tức là chỗ khởi phân biệt ngã kiến đối với thân người làm chỗ nương. Sanh ngã mạng do kiến đây nên quán thấy thân mình thân người kế chấp cho là có thật ngã. Nên biết trong đây do hai chủng ngã kiến sau cùng làm chỗ nương nên phát sanh ngã mạng. Ví như mặt gương tròn sáng phẳng lặng, hình chất của gương làm chỗ nương phát sanh ảnh tượng, lại lấy ảnh tượng trong gương làm chỗ nương mà phát sanh tưởng hoặc hơn hoặc bằng hoặc kém sai khác. Như vậy do ta phân biệt nên ngã kiến duyên nương thân mình làm duyên phát sanh ngã kiến duyên nương thân khác, nhưng nương hình chất của gương phát sanh ảnh tượng, đây lại làm duyên phát sanh ngã mạn mới đối với người khác cho là ta hoặc hơn hoặc bằng hoặc kém. Nếu do ngã kiến đồng sanh làm duyên sanh ngã mạn, nên biết thí dụ đây có sự sai khác so với thí dụ trước. Như người mắt sáng đến vũng nước trong để soi mắt tai tướng còn lại, nên biết như trước. Tóm lại mà nói, tất cả chủng hữu thân kiến đây chỉ nương pháp thiện thuyết tỷ nại ra mới năng vĩnh viễn đoạn trừ, tà giáo khác không thể đoạn trừ. Như vậy Như Lai và chúng đồng phạm hạnh gồm rõ biết, hoặc các đệ tử đồng phạm hạnh có đại ân đức, chỉ do một nhân duyên như vậy nên nói là đối với đại sư hoặc sau đại sư diệt độ, bậc đồng phạm hạnh là người chân thật báo ân, lại có nguyên do thứ hai, tức là người vì lợi ích mà nương cú nghĩa khác nhau như vậy, sinh tù tránh hạnh, đây cũng gọi là tùy phần báo ân. Vì sự hy vọng đối với vị kia vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn, lại nữa do ba chủng tướng các hành diệt mà gọi là vô dư y niết bàn giới. 1. Các hành diệt do sự sanh khởi đời trước. 2. Các hành diệt do tự tánh hoại diệt. 3. Do tất cả phiền não vĩnh viễn lìa hệ buộc. Các hành diệt do sự sanh khởi đời trước. Vì các hành do sự tạo tác của các nghiệp phiền não ở đời trước năng cảm hậu hữu hoại diệt. Vì các hành do sự mong cầu của nguyện xưa cũng diệt. Và vì các hành do sự sanh khởi hiện tại cũng vĩnh viễn diệt. Các hành diệt do tự tánh hoại diệt, đó là các hành đã sanh vốn dung chứa tánh hoại diệt một cách tự nhiên, không trụ do giáo, nên các hành vĩnh viễn diệt. Do tất cả phiền não vĩnh viễn lìa hệ buộc, các phiền não đoạn diệt không sót thừa, nay chúng diệt về sau không lại sanh khởi. Cho nên do ba tướng các hành diệt đây mà được gọi là tịch diệt, không phải vĩnh viễn vô tướng mà là tướng chuyển đổi vậy. Nếu vĩnh viễn vô tướng thì không thể thi thiết danh là tịch diệt. Lại nữa, do lực của ba giải thoát môn tăng thượng là không giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn và vô tướng giải thoát môn, nên biết kiến lập bốn chủng pháp Ốt Đà Nam. Nương vô nguyện giải thoát môn kiến lập pháp Ốt Đà Nam thứ nhất, thứ hai là tất cả hành vô thường và tất cả hành khổ. Nương không giải thoát môn kiến lập pháp Ốt Đà Nam thứ ba là tất cả pháp vô ngã. Nương vô tướng giải thoát môn kiến lập pháp Ốt Đà Nam thứ tư là niết bàn tịch tĩnh. Lại nữa, có hai chủng pháp Ốt Đà Nam tăng thượng hành dục. 1. Dục đồng hành thắng giải. 2. Dục đồng hành ý lạc. Dục đồng hành thắng giải do bốn chủng pháp Ốt Đà Nam nên ở trong các hành mà sanh dục lạc. Lại, người ở nơi các hành tịch tĩnh sanh vui muốn, tức là do ý lạc nên một mình ở chốn không nhàn tác ý tư duy, nhưng do bốn chủng tướng tuy ở chốn tịch tĩnh kia mà tâm trở lại thối thất. 1. Vì thấy nếu không nhập vào các hành kia thì lợi ích hơn. 2. Không tin đạt được tín thành tịnh. 3. Vì ở sở duyên kia không sanh vui thích, không an trụ. 4. Vì đối với kia mà phát khởi thắng giải chẳng vui, trái với tướng đây nên biết, tức là dục đồng hành ý lạc. Lại do hai duyên tuy sanh khởi dục đồng hành thắng giải vô ngã, nhưng đối với niết bàn do hãi sợ nên tâm trở lại thối thất. 1. Do ở nơi dục đây chưa khéo xuyên suốt tụ tập, chưa rốt ráo nhập vào. 2. Vì lúc tác ý do nhân duyên trên nên quên mất chánh niệm. Lại do đây chưa xuyên suốt huân tập nhẫn dục nên bấy giờ trong các hành tuy hiểu rõ
Duy chỉ hành theo trí, nhưng tâm ngủ muội lớp lớp từ duy ngã. Ngã hiện nay đang ở chỗ nào, truy tìm hành ngã vi tế, đồng hành chuyển theo các sự chướng ngại. Do duyên đây nên kia khỏi suy nghĩ, ngã sẽ chẳng có mà không nghĩ như vậy. Chỉ có các hành đương lại chẳng có, kẻ kia do đuổi theo thần kiến như vậy, lấy đây làm chỗ nương để phát sanh thức theo đó chuyển biến đổi. Do hãi sợ đối với sự tịch diệt kia nên tâm trở lại thối thất. Lại nữa, vì đoạn trừ sự hãi sợ như vậy, có hai chủng pháp cần phải thực hành nhiều. Một, đối với các bậc có trí đồng phạm hạnh như thật tự tỏ bày. Hai, phát tâm hiểu rõ nhân dụng thiện pháp và tâm điều nhu. Lại phát tâm thấu hiểu như vậy, lắng nghe chánh pháp phát sanh hoan hỷ. Đối với ba chủng tướng, một do Bồ Đặc Giả là tăng thượng, là do quán thấy sâu đại oai lực đoan nghiêm của bậc đại sư, thật đáng tán thán quy ngưỡng và xưng khen là bậc thiện thuyết pháp. Hai, do pháp tăng thượng, tín hiệu pháp sở thuyết năng khiến lìa khỏi nghiệp phiền não khổ và tín hiểu nghĩa thâm sâu tối thượng của pháp kiếm. Ba, do tự mình tăng thượng, đang ở nơi pháp sở thuyết có lực thực hành khiến giác ngộ, lại phát khởi điều nhu tâm như vậy. Đó là có ba kiến: một, hoặc nương kia mà chuyển; hai, hoặc do kia mà biết khắp; ba, hoặc phải dẫn dắt phát khởi. Nương kia mà chuyển ở nơi các đế chưa đắc hiện quán. Vì muốn đắc hiện quán nên nương thắng giải kia, đồng hành với cực khéo xuyên suốt, tập hành chánh kiến mà chuyển. Do kia mà biết khắp, do nương chánh kiến, thuận với hiện quán ba sự chấp ngã, hữu thần kiến tùy miên kia, tánh nương tựa hai kiến đoạn thưởng, bao gồm quả sở đắc đều năng rõ biết khắp. Nói ba sự: một, hoặc sở thủ; hai, hoặc năng thủ; ba, hoặc như vậy thủ. Trong đây gì là sở thủ, tức là năm thủ uẩn; gì là năng thủ, tức là bốn thủ; sao gọi thủ, tức là bốn thức trụ tùy theo thứ lớp, nên biết như trước về chỗ nương của hai tâm thủ. Lại tức ở nơi sở hữu các triển dẫn dắt phi lý duyên cảnh giới hữu thần kiến kia nên sanh khởi chấp trước, và tùy miên kia nên biết như trước. Phải dẫn dắt phát khởi, an trụ ở kia mà năng đoạn trừ vĩnh viễn bà dự chấp trước, hữu thần kiến và tùy miên kia nơi trí thánh đế không mượn nhờ duyên khác. Lại nếu lúc nương kia biết khắp chánh kiến chuyển, nhưng ở nơi ba sự khởi chấp trước ngã và có tùy miên, thì ở trong các hành hoặc tu tập hoặc độn chìm còn không khéo biết, không thể nhập hành trung đạo, huống được xuất lìa. Nếu lúc trụ chánh kiến tùy thuận hiện quán, ở trong ba sự chấp có ngã đều đã lìa hệ buộc, tùy vẫn còn sự trói buộc của tùy miên kia, mà ở trong các hành hoặc tu tập hoặc độn chìm năng khéo biết, nên xa để hai biên nhập hành trung đạo, tuy chưa xuất lìa nhưng kham năng xuất lìa. Nếu đã dẫn phát hiện quán thánh đế do chánh kiến, nên ở trong ba sự không chấp trước ngã xa lìa tùy miên, trước đã thú nhập hành trung đạo rồi, về sau do đây mới đắc xuất lìa. Như vậy khi ba kiến chuyển mà có sự sai khác đây. Lại nữa, Út Đà Nam nói: chóng thông tự thể trí cảnh giới, lưu chuyển hành vui đủ thuận dòng, tướng biết đoạn tưởng lập trái tư lương, sao rộng thuyết phẩm việc làm thầy. Vì muốn chứng đắc giải thoát chân thật rốt ráo, chưa chứng đắc được có ba pháp năng khiến nhanh chóng thành tựu thông tuệ. Một, lực trí. Nếu an trụ trí kia không gián đoạn, khảm năng vĩnh viễn tận các lậu nên biết, tức là trí kiến hữu học. Hai, lực không phóng giật. Đã đạt được trí kiến như vậy, tức nương đạo đã đắc ấy làm phương tiện siêng tu, tâm canh phòng pháp ác bất thiện sanh khởi. Ba, lực luôn huân tập, tức nương phương tiện đầy siêng tu, thường thực hành, thường chuyển chọn không nghi hoặc. Ngày hôm nay ta được tận các lậu tâm giải thoát chưa? Đối với ngày mai, ngày mốt cũng khởi nghĩ như thế. Do ta suy nghĩ đây khiến tâm căng thẳng chán trường mệt mỏi, nếu không suy nghĩ sẽ không nhàm mỏi. Do không nhàm mỏi nên không khiếp sợ, đã không khiếp sợ thì không xả ra hạnh, năng tận các lậu. Hỏi:
Sao gọi là trí và kiến có sự sai khác? Đáp, nếu chiếu soi cảnh quá khứ và vị lai không hiện thấy, tuệ đây gọi là trí. Chiếu soi cảnh hiện tại, tuệ đây gọi là kiến. Lại sở thủ làm duyên, tuệ đây gọi là trí.